Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho trang địa phương Đông Giang phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Những tin chính sau sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Đông Giang thu ngân sách trên 1.000 tỷ đồng. Tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công ở Đông Giang. Xuất khẩu lao động, giải pháp giảm nghèo bền vững ở Đông Giang. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Huyện ủy Đông Giang vừa tổ chức hội nghị lần thứ 19 khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2024, sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 12 của Huyện ủy về tập trung lãnh đạo ngăn chặn tảo hôn và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Đến cuối tháng 9 đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện trên 1.000 tỷ đồng, đạt 167,53% kế hoạch năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện ước đạt 6.282 tấn, đạt 100,6% kế hoạch. 9 tháng đầu năm toàn đảng bộ huyện Đông Giang kết nạp 51 đảng viên mới, đạt 53,68% so với chỉ tiêu đề ra. Huyện hoàn thành công tác giả soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031. Củng cố sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng ban ngành và các địa phương. Hội nghị cũng đã sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 12 của huyện ủy về tập trung lãnh đạo, ngăn chặn tảo hôn và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Đến nay toàn huyện có trên 8.200 hộ dân và đảng viên đăng ký cam kết với thôn và chi bộ tại các địa phương không vi phạm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ban tuyên giáo huyện ủy Đông Giang vừa tổ chức lớp học tập quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh ủy, huyện ủy cho tất cả đảng viên, cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Các học viên được triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh ủy, huyện ủy như kết luận số 618 của ban thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 13 về phát triển thương mại du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kết luận số 620 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 12 về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 triển khai quán triệt chỉ thị số 47 của ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác sau một ngày học tập giúp các học viên nắm được những nội dung quan trọng các văn bản của các cấp và triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nội thị phía tây thị trấn Prao, huyện Đông Giang với tổng mức đầu tư tăng thêm gần 59,8 tỷ đồng. Dự án này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 15 tháng 7 năm 2020, điều chỉnh ngày 20 tháng 7 năm 2022, tổng mức đầu tư dự án gần 184,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 162 tỷ đồng và ngân sách huyện gần 22,3 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2021 đến năm 2024. Sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện hồ sơ thủ tục điều chỉnh dự án, đảm bảo chất lượng hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện, đảm bảo thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật. Tại Đông Giang, tổng nguồn vốn đầu tư công đã phân bổ năm 2024 là hơn 320,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,42%. Số còn lại chưa đủ điều kiện để phân bổ là gần 1,9 tỷ đồng. Tính đến nay, huyện Đông Giang đã giải ngân hơn 117,1 tỷ đồng trong tổng số hơn 320,6 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, đạt 36,53% tổng nguồn vốn đã phân bổ hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện năm 2024 hơn 367 tỷ đồng. Tuy nhiên tỷ lệ giải ngân đến 31 tháng 8 là hơn 91 tỷ đồng, tỷ lệ 24,83% kế hoạch vốn phân bổ. Tỷ lệ giải ngân thấp có nhiều nguyên nhân như sự chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện các chương trình trên địa bàn chưa thật sự quyết liệt đồng bộ vai trò trách nhiệm, năng lực của các cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư được giao quản lý, theo dõi và thực hiện các nội dung dự án còn nhiều hạn chế, bất cập, sự phối hợp giữa các cấp các ngành, giữa các chủ chương trình với các chủ đầu tư, giữa cấp ủy chính quyền mặt trận đoàn thể ở xã thị trấn thiếu chặt chẽ. Điều kiện tự nhiên xã hội của Đông Giang không thuận lợi, xuất phát điểm thấp, địa hình đồi núi cao và thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Đảng ủy xã Cà Giang tổ chức hội nghị cấp ủy lần thứ 19 đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Hội nghị đã thông qua quyết định phê duyệt kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cà Giang đối với đồng chí a Alang Lan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cà Giang. Thông qua kết quả tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm của Đảng ủy, kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm về phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn xã Cà Giang, Kết quả công tác xây dựng phát triển tổ chức Đảng, phát triển đảng viên mới, công tác đào tạo cán bộ công chức, công tác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, công tác dân số, y tế, kế hoạch hóa gia đình, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Tại huyện Đông Giang, nhờ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài mà nhiều hộ đồng bào thiểu số ở đây đã có cuộc sống sung túc hơn, nhiều gia đình đã thoát nghèo vươn lên làm giàu. Kinh nghiệm trong xuất khẩu lao động ở Đông Giang là gì? Chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau. Đây là căn nhà mới xây kiên cố khang trang của gia đình chị Trần Thị Hoa ở xã Ba, huyện Đông Giang. Hai vợ chồng già, nghề nghiệp không ổn định, Xong nhờ đứa con gái lớn đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản gửi tiền về, anh chị đã có căn nhà mới ổn định nơi ăn trốn ở. Năm năm nay, con gái chị Hoa làm việc ở Nhật với mức lương giao động từ 26 đến 30 triệu đồng cho mỗi tháng. Không chỉ ổn định cuộc sống mà con gái còn phụ giúp cha mẹ, lo cho gia đình và các em cùng vươn lên trong cuộc sống. Nên là gửi tiền về gom góp, góp lại là cho ba mẹ làm nhà đó nhà hơn tỷ là nói chung là phân nhiêu là của bé hết à, của anh chị thì tâm được trăm hơn trăm thôi đi bên này là, là cuộc sống bản thân của bé đã đầy đủ này cái cái thu nhập phân cao nữa là gia đình được nhờ nữa vài năm trước đây gia đình bà Trịnh Thị Nga thuộc diện hộ nghèo các con đều trưởng thành nhưng không có việc làm ổn định sau khi nắm thông tin về xuất khẩu lao động bà Trịnh Thị Nga đã làm hồ sơ vay hơn 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hai con đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Bà Nga cho biết, mỗi tháng sau khi trừ chi phí, hai con của bà đều đặn gửi về 40 triệu đồng. Như vậy, sau một năm, bà Nga đã trả hết số nợ vay trước đó và có tiền xây nhà đầu tư kinh doanh. Thắng ca thì được ba chục không năm triệu ba triệu có những số em sáng, tối điền về tối hỏi là có thẳng là không nhận được 48 triệu 45 triệu là những cái đứa đó có sức khỏe ngoài giờ mà tăng ca là hẳn sẽ làm thêm cái người tăng ca của cái đứa khác nữa là nó cái lương cao xuất khẩu lao động đã giúp nhiều thanh niên ở Đông Giang có cuộc sống ổn định. Năm 2023, địa phương này đã đưa 46 lao động xuất khẩu qua các nước Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc. Những tháng đầu năm nay, Tại địa phương này, có 20 lao động làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Xuất khẩu lao động đã giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc cơ tu có cuộc sống tốt hơn. Năm 2024, huyện Đông Giang quyết tâm đưa ít nhất 45 người đi xuất khẩu lao động. Tiếp tục làm việc với Sở Ngoại vụ, Sở Lợi Thông minh Xã hội và các đơn vị liên quan để tiến khai cái nghị quyết 21 của Hội đồng Liên Chân Tính về hợp đồng thời vụ lao động tại Hàn Quốc và đây cũng là một cái đinh của chương trình giảm nghèo để làm sao đó người dân tiếp cận nhanh nhất về cái thị trường lao động đặc biệt là Hàn Quốc để làm sao đó là có cái thu nhập ổn định và góp phần vào cái phát triển kinh tế sau đó giảm nghèo trong địa bàn của huyện Đông Giang ở giai đoạn đến năm 2025 và cùng với đó là huyện sẽ tiếp tục tổ chức những cái lớp đào tạo nghề để việc, việc làm để sàn cho việc, việc làm để người dân tiếp cận được cái thông tin để mà, mà tham gia các thị trường lao động này. Có thể nói tại huyện Đông Giang, khi người dân được tiếp cận và nhận thấy thu nhập ổn định khi đi làm ở nước ngoài, họ kêu gọi thêm người thân của mình tham gia thị trường xuất khẩu lao động. Đây là một vấn đề rất tốt, thay đổi nhận thức của bà con cư tu, đặc biệt là ổn định cuộc sống, giúp giảm nghèo nhanh, bền vững, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của huyện Đông Giang. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Giang – tổ chức lớp tập huấn cho gần 200 hội viên phụ nữ và người dân vùng dự án thị trấn Prao và xã Talu. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được các báo cáo viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh truyền đạt một số nội dung cơ bản của luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi năm 2022, các hình thức bạo lực gia đình, nguyên nhân và hậu quả của bạo lực gia đình, công tác hỗ trợ đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em các giải pháp phòng chống kỹ năng ứng xử, xây dựng gia đình văn hóa, quyền và trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công tác bảo vệ phụ nữ trẻ em. Ngoài ra, học viên còn được cung cấp các địa chỉ tin cậy hỗ trợ người bị bạo lực giới tại Việt Nam, tham gia trao đổi, chia sẻ các kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, qua đó giúp buổi tập huấn thêm phần sinh động sôi nổi. Đây là hoạt động thuộc dự án 8, thực hiện chương trình bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2024. Sở xây dựng tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang tổ chức tập huấn chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 hơn 90 học viên là lãnh đạo ủy ban nhân dân, cán bộ công tác giảm nghèo của các xã thị trấn, thôn trên địa bàn huyện được nghe các báo cáo viên của Sở Xây dựng tỉnh hướng dẫn quy trình thực hiện dự án 5 và đề án 1245 của ủy ban nhân dân tỉnh thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, hướng dẫn giới thiệu thiết kế mẫu nhà ở miền núi theo dự án 5, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra trong tập huấn các học viên còn được thảo luận, trao đổi và đặt những câu hỏi về những nội dung còn khó khăn vướng mắc khi triển khai chương trình tại cơ sở. Qua buổi tập huấn nhằm giúp các học viên nắm vững các chủ trương chính sách và phương pháp triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn phụ trách, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Mới đây tại trường Trung học cơ sở Mẹ Thứ Đông Giang đã tổ chức lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay có chủ đề phát triển văn hóa đọc thúc đại học tập suốt đời. Theo đó, đẩy mạnh việc khuyến đọc đối với cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, khuyến khích mọi người cần rèn luyện kỹ năng đọc, tạo thói quen đọc và hơn nữa, biến việc đọc trở thành đam mê, một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Dịp này, huyện Đông Giang tặng giấy khen cho 4 em học sinh có thành tích xuất sắc trong tham gia giải thể thao học sinh phổ thông tỉnh Quảng Nam năm học 2023-2024. Sau lễ phát động, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh truyền hình huyện Đông Giang luân chuyển trên 700 quyển sách có nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng ngừa tạo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phòng tránh bạo lực học đường, xây dựng tình bạn đẹp, giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi về ba trường tiểu học Ma Coi, tiểu học Aroi và tiểu học Sông Côn. Trang địa phương Đông Giang phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.